Lộ thêm nghi vấn hoa hậu nổi tiếng nằm trong đường dây của tú ông Lục Triều Vĩ với giá 5.000 đô la. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đang xôn xao thông tin thêm một cô hoa hậu nổi tiếng tham gia vào đường dây bán hoa của tú ông Lục Triều Vĩ vừa bị bắt. Sau thông tin hoa hậu thế giới người Việt tại Úc năm 2015 bị điểm tên trong đường dây bán dâm vừa bị triệt phá của tú ông Lục Triều Vĩ, cư dân mạng hiện đang rần rần trước nghi vấn có thêm một người đẹp từng đạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc tham gia vào đường dây này. Cụ thể, trong một bài đăng của một nhà báo nổi tiếng có tên là DBL, anh ẩn ý chia sẻ rằng nửa đêm biết được danh sách các em trong đường dây của Lục Triều Vĩ mà choáng váng, toàn sao hạng A luôn đấy, sốc quá. Những thông tin úp mở của nhà báo này nhanh chóng khiến cư dân mạng vào cuộc, suy đoán danh tính của người đẹp được cho là sẽ khiến nhiều người sốc nếu như công khai danh tính. Bên dưới phần bình luận, một vài điều nữa được hé lộ như bán dâm được một lượt là 50.000 đô la, khoảng 1,1 tỷ đồng. Đạt xưng danh tại cuộc thi hoa hậu, không phải hoa hậu Việt Nam hay hoa hậu Hoàn Vũ nhưng đủ để làm giá, có tên viết là L. Những dữ liệu này đều khiến dân mạng rầm rộ suy đoán danh tính của người đẹp trong đường dây của bố mì Lục Triều Vĩ là ai. Nhiều người tò mò trước danh tính của người đẹp này và được cho biết đó là rất quen thuộc với công chúng hiện nay. Một số sao Việt như Pha Lê, Văn Mai Hương cũng rất chú ý đến thông tin về cô hoa hậu. Người này khẳng định hoa hậu mà mình nhắc đến có tên là Thùy Linh. Cũng theo một số thông tin, người đẹp bán dâm này có giá trị đi khách lên đến 50.000 đô la. Tuy nhiên, giữa lúc khiến dân cư mạng đã xôn xao, dòng trạng thái úp mở này đã được nam nhà báo gỡ khỏi Facebook cá nhân ngay sau đó. Trước đó, vào chiều 12 tháng 7, cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ tú ông Lục Triều Vĩ, người cầm đầu đường dây mại dâm với nhiều người đẹp diễn viên hoa hậu có tiếng. Trong đó có một người giới thiệu là hoa hậu thế giới người Việt tại Úc năm 2015. Nhiều người đổ dồn sự chú ý vào người đẹp GN. Tuy nhiên, sau đó cô nàng đã lên tiếng cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu bị đưa ra thông tin sai sự thật. Một người đẹp từng đăng quang cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt tại Úc tham gia vào đường dây bán dâm của Lục Triều Vĩ với giá từ 18 đến 30.000 đô la. Hiện tại, cô hoa hậu thứ hai tham gia vào đường dây mại dâm giá chục ngàn đô la của Lục Triều Vĩ vẫn đang được nhiều người suy đoán danh tính. Vậy quý vị và các bạn hãy cùng nhau suy đoán xem người đẹp tiếp theo sẽ được xưng danh đó là ai. Mọi bình luận của quý vị và các bạn để phía dưới là động lực để kênh Tin 1365 tiếp tục làm thêm những video hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi.